trình tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm trên địa bàn, lực lượng công an phường 9 thành phố Vũng Tàu phát hiện Thắng cùng với đối tượng Lê Đức Phương, 28 tuổi, trú tại Đồng Nai, đang lưu thông bằng xe máy trên đường có biểu hiện bất minh nên đã mời về làm việc. Qua đấu tranh, Thắng khai nhận ngày 21 tháng 1, Thắng rủ Phương đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu chơi. Khi đến số 176 đường Lê Quang Định, thành phố Vũng Tàu, y phát hiện cửa hàng này vắng người nên yêu cầu Phương dừng xe, đợi trước cửa. Thắng vào gặp chị Cao Thị Lý là nhân viên bán hàng ở đây, giả vờ nói chuyện để hỏi thăm đường. Đợi đến lúc chị Lý sơ hở, Thắng đã lấy trộm chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 11 Pro Max của chị Lý để trên bàn rồi tẩu thoát. Theo lời khai của đối tượng này, trước khi bị bắt y đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản khác cùng với những thủ đoạn tương tự. Thắng là đối tượng nghiện ma túy và từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù giữa năm 2020 và chưa được xóa án tích.